An và Quang Huy xin kính chào quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 đang chuyển biến phức tạp, cuốn chúng ta vào những lo lắng sợ hãi, thì có rất nhiều mặt hàng được giảm giá sẽ giúp giảm bớt đi nỗi lo cho người tiêu dùng, hay là những tấm lòng thơm thảo tại miền Tây của chúng ta đang đồng hành cùng với những người bán vé số nghèo sau khi các công ty xổ số dừng phát hành. Ngoài ra, trong bản tin ngày hôm nay còn có những thông tin nóng về dịch COVID-19 và tình hình an ninh trật tự tại khu vực miền Tây nói riêng và cả nước nói chung đáng chú ý sau đây. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống giao thông công cộng. Công an vào cuộc vụ con gái hành hạ mẹ ruột giả mang tại An Giang. Ấm tình miền Tây, cụ bà 93 tuổi gom tiền dành dụm ủng hộ chống dịch COVID-19. Ủng hộ đặng cho người ta nhìn thấy tôi, ủng hộ vậy người ta bắt chước đặng mà ta làm chuyện thiện, đặng cứu dân vậy đó. Nhiều tấm lòng thơm thảo chung tay chăm lo cho bà con bán vé số nghèo cùng vượt qua mùa dịch an toàn. Thưa quý vị, 1 tháng 4 là ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Cũng là ngày nhiều doanh nghiệp chăn nuôi heo thực hiện điều chỉnh giá heo hơi về mức 70.000 đồng 1kg và các doanh nghiệp cũng cam đoan nguồn hàng thịt heo vẫn dồi dào khi cách ly toàn xã hội. Giá heo hơi từ ngày 1 tháng 4 ở nhiều tỉnh miền Nam đang có dấu hiệu giảm, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, v.v. còn có 79.000 đồng một ký, trong khi đó thì giá heo hơi tại Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai đạt 80-81.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Tây như là Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Cần Thơ, giá heo hơi dao động trong khoảng là 72-77.000 đồng một ký. Trước đó, sau khi giá xăng giảm giá kỷ lục thì hôm nay giá ga cũng giảm gần 70.000 đồng một bình, 12 ký tùy theo thương hiệu. Đây là mức giảm kỷ lục của giá ga trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh người người nhà nhà phải ở yên tại chỗ trong vòng 15 ngày, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề thì những thay đổi này giúp giảm bớt đi nỗi lo cho người tiêu dùng. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống giao thông công cộng. Vì thế mà ngay lúc này, điều mà nhiều người dân đang thắc mắc là liệu xe ôm công nghệ hay là dịch vụ shipper giao hàng có hoạt động trong khoảng thời gian này hay là không? Đó cũng chính là thắc mắc của riêng cá nhân Mai Anh, vì đặc thù công việc phải thường xuyên lưu thông bằng dịch vụ xe ôm công nghệ cũng như là rất cần ship đồ ăn, nhu yếu phẩm trong khoảng thời gian này. Và nhân tiện nói về vấn đề này, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị nhé. Vào đêm qua, một số hãng gọi xe công nghệ đã phát đi thông báo về việc triển khai hoạt động thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ứng dụng gọi xe Bi sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển Bi-Bay, Bi-Car, Bi-Đi tỉnh, thuê xe theo giờ kể từ ngày 1 tháng 4 tại tất cả các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Các dịch vụ giao hàng B-Delivery và dịch vụ B-Đi-Chợ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này, để đảm bảo an toàn sức khỏe, quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ giao hàng B-Delivery và B-Đi-Chợ để đi mua hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, đảm bảo nhu cầu hàng ngày mà không cần phải ra ngoài. Trong khi đó, cùng thời gian này, ứng dụng gọi xe Grab chỉ cho dừng toàn bộ các dịch vụ vận chuyển 4 bánh GrabCar, GrabCar Plus, Grab khai doanh nghiệp, Grab khai tỉnh, Grab khai tuyến, Grab taxi, Grab brand, Grab Grab tại tất cả các tỉnh thành phố và dịch vụ giao nhận thức ăn Grab Food tại Đà Nẵng kể từ 0 giờ ngày mai 2 tháng 4. Dịch vụ Grab Buy, Grab Food, Grab Express tại các tỉnh thành phố khác, dịch vụ Grab Max tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì như bình thường, tiếp tục phục vụ người dùng, góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến theo khuyến nghị của Chính phủ. Còn hãng xe GoViet cho biết vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường. Vụ cháy rừng khủng khiếp chưa từng thấy trên dãy núi Hùng Lĩnh ở tỉnh Hà Tĩnh cách đây chưa lâu đã để lại hậu quả nặng nề và cả những bài học đắt giá. Đáng nói là nguyên nhân gây ra là chỉ xuất phát từ sơ suất nhỏ của một người dân khi đốt rác trong khu vườn sát chân núi. Một đốm lửa nhỏ đốt cháy cả cánh rừng lớn chỉ vì chút bất cẩn và ý thức kém của một người dân đã gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng với hậu quả nặng nề. Những tưởng sau bài học đắt giá này thì nhiều người dân sẽ ý thức hơn. Thế nhưng mà một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thưa quý vị. Vụ cháy làm thiêu rụi khoảng 15 hecta vườn tạp, vườn cây ăn trái của người dân xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 tại khu vực tổ 37 khu phố cư xá mới, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương.
Sau khi nhận được tin báo, Trung đoàn Bộ binh 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng điều động hơn 70 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 207 đang đóng quân trên địa bàn, phối hợp với gần 150 cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy, dân quân tại địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy. Do đám cháy xảy ra ngay gần khu dân cư thị trấn, nên các lực lượng tham gia chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều phương án tiếp cận, khoanh vùng đám cháy, phát đường băng cản lửa, khống chế không cho đám cháy lan sang khu vực khác, gây thiệt hại về vật chất của nhân dân. Sau hơn 3 giờ chữa cháy, với tinh thần trách nhiệm nỗ lực cố gắng của các lực lượng đã dập tắt đám cháy và triển khai các biện pháp không cho lửa bùng phát trở lại. Theo người dân tại khu vực cháy cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác ngay khu vực cỏ khô, dẫn đến cháy lan không khống chế được. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài vụ cháy này, thời gian gần đây nhiều địa bàn liên tục xảy ra cháy do sự vô ý của mọi người và hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cháy cần phải chú trọng hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, tránh dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc. Thưa quý vị, đây là những hình ảnh khiến cho bất cứ người xem nào cũng phải phẫn nộ khi một người đàn bà mập mạp to khỏe liên tục đánh đấm và tát vào mặt và người của một cụ bà chỉ còn da bọc lấy xương thưa quý vị. Và quý vị biết không ạ, quý vị sẽ không chỉ phẫn nộ mà còn bức xúc đến tột độ khi nghe những lời lẽ mắng chửi của người phụ nữ trong clip và biết được sự thật đây là vụ con gái bạo hành mẹ ruột của mình. Như quý vị thấy, bà ta lôi mẹ mình ra sân dội nước như một con vật, miệng liên tục mắng chửi mẹ thậm tệ, tay chân thì đánh, đấm, đá vào mọi nơi trên cơ thể của bà cụ tội nghiệp, mặc cho mẹ mình luôn miệng van xin, má đau quá con ơi. Được biết vụ việc trong clip xảy ra tại ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Người phụ nữ đánh mẹ trong clip là Dương Thị Ngọc Mai, 55 tuổi. Con của bà là Nguyễn Thị Lan, 87 tuổi, mẹ ruột bà Mai đã mất vào ngày 12 tháng 2 năm 2019. Đoạn clip phát tán trên mạng xã hội được quay trước đó khoảng một tháng. Cụ Lan có 6 người con, bà Mai là con gái thứ tư, bán quán cà phê. Do ở gần cụ Lan nên bà Mai thường xuyên lui tới chăm sóc vệ sinh cho cụ những lúc đau yếu. Làm việc với công an xã Cô Tô mới đây, bà Mai đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng chỉ là lần đầu tiên thực hiện hành vi này đối với mẹ ruột của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đang thu thập thêm các chứng cứ có liên quan đến vụ việc này. Và cũng liên quan đến việc hành hung người khác thì mới đây dư luận xã hội, đặc biệt là người dân tại tỉnh Bình Phước, hết sức bức xúc khi xem một đoạn video clip được đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh một nhóm người kéo sang nhà hàng xóm hành hung một người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 5. Sự việc cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh năm 1986, ngụ tại thôn Đắc Xuyên, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Được biết, gia đình chị ở sát vách với nhà của bà Trần Thị Tuyết và trước nay sống không có mâu thuẫn gì. Khoảng giữa tháng 3 năm 2020, gia đình bà Tuyết có láng xi măng cổng ngõ từ sân ra đường liên ấp. Do bất cẩn nên chồng chị Hằng có lùi xe ô tô cán vào một phần bê tông lấn ra lòng đường mới được đổ trước nhà bà Tuyết và hai nhà có xảy ra mâu thuẫn nhưng hai bên đã giải quyết xong. Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi chị ở nhà một mình thì gia đình hàng xóm gồm bà Tuyết, con gái của bà là Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Vân Anh đã chạy qua nhà dùng một khúc cây dài khoảng 7cm, Tú và Vân Anh là người cầm cây, đánh tới tấp vào người, bụng, đập cây gỗ vào đầu của chị khiến chị bị bầm tím khắp người, sưng đầu, tay có nhiều vết xước và đau nhức phần xương. Đặc biệt tại vị trí vùng bụng có một vết bầm tím có đường kính khoảng 7cm. Hiện chị bị đồng thai, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ. Nếu đủ yếu tố sẽ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bù Đăng để khởi tố sự việc. Thưa quý vị, đây là chiếc xe buýt liên quan đến vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tối qua tại tuyến 87 bến xe Củ Chi, bến xe An Nhân Tây. Chưa rõ vì nguyên nhân gì khi mà xe đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức, xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thì nữ tiếp viên LTMT, 51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, bị một nam hành khách cầm hung khí đập nhiều lần. Và chị T bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Tối cùng ngày thì công an đã bắt được nghi phạm gây án khiến cho chị T tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tục ngữ có câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh để thấy được sự kiên cường bất khuất, trung hậu đảm đang từ bao đời nay của người phụ nữ Việt Nam. Sở dĩ mà mấy anh muốn nhắc đến điều này là vì
không chỉ có trong thời chiến đâu, mà ở thời điểm này trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 thì khiến cho cuộc sống của người dân cả nước rơi vào khó khăn. Hình tượng người phụ nữ kiên cường đứng lên chống giặc Covid cũng đã tái xuất khiến cho ai nấy đều phải xúc động. Vâng ạ, và chúng tôi đang muốn nói đến câu chuyện về cụ bà Trần Thị Lén, 93 tuổi ở Bạc Liêu, dù tuổi cao sức yếu vẫn đi bộ đến Ủy ban Nhân dân phường 5, đóng góp 2 triệu đồng là số tiền tiết kiệm của mình với những tâm sự xúc động của cụ, muốn chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cụ bà Trần Thị Lén cho biết, dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn thường xuyên xem truyền hình nên biết khá rõ về tình hình dịch bệnh. Chứng kiến những hình ảnh dịch bệnh Covid hoành hành, cụ bà rất xót xa. Khi biết tin về lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công cuộc phòng chống dịch bệnh, cụ sốt sắng kiểm tra lại số tiền mà mình tiết kiệm được. Khoảng 9 giờ ngày 25 tháng 3, cụ bà đã đi bộ quãng đường hơn 500 mét từ nhà mình đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 5, trao số tiền 2 triệu đồng cho đại diện mặt trận phường 5. Cụ cho biết thấy Thủ tướng và chính quyền lo cho dân từng chút trong dịch bệnh mà cụ thương lắm. Chứng kiến hình ảnh người dân bị dịch bệnh, các em du học sinh về nước, cụ đã khóc không biết bao nhiêu lần. Thấy lúc xa, thấy Thủ tướng, tôi thấy Thủ tướng, tôi thương quá chừng. Thủ tướng lo cho dân từ chút vậy đó. Rồi tôi cũng thấy vậy, tôi mót được chút bệnh, tôi nên đi phường đặng mà tôi ủng hộ đặng cho người ta nhìn thấy tôi. Ủng hộ vậy người ta bắt trước đặng mà ta làm chuyện thiện, đặng cứu dân vậy đó. Thì ban đầu chúng tôi là cứ nghĩ bà cụ lén lên để mà làm thủ tục hành chính. Nhưng mà thật là không ngờ bà cụ là đăng ký, nói là từ số tiền tiết kiệm của mình là mong muốn là ủng hộ cho chính quyền địa phương. Cùng chung tay đóng góp mà phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi cũng nói là thôi bà cụ ơi, tiền dành dụm thì cứ tiêu xài. Ở đây có đảng và nhà nước lo rồi. Nhưng mà với cái lòng nhiệt huyết của bà thì bà đã rưng rưng nước mắt và nói là cái này là tấm lòng của tôi để ủng hộ, tiếp sức với đảng nhà nước cùng chung tay chống dịch. Cụ bà Trần Thị Lén hiện đang sinh sống với con trai ở khóm 2, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Hằng ngày, cụ bà vẫn dành thời gian để chép kinh Phật. Tôi nguyện một ngày, tôi nguyện, tôi cầu xin cho mọi người hết bệnh các nước thế giới. Trong ngoài, cho bình yên, mạnh giỏi, qua tai, qua nạn, vậy đó. Tôi ngủ không được, đêm tôi ngủ có mấy tiếng, tôi xin hoài. Cũng như các con mà còn trẻ, giúp được, gắng giúp đi. Mình giúp mà không bao giờ để mắt của mình đâu, gắng đi. Hiện nay trên cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ủng hộ để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, người nổi tiếng, các tầng lớp nhân dân ủng hộ từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc hiện vật. Bên cạnh đó, kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về quê hương, góp phần ủng hộ công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Toàn bộ số tiền và hiện vật sẽ được chuyển đến Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị điều trị và hỗ trợ các khu cách ly trên cả nước. Kính thưa quý vị, thời gian qua vấn nạn xâm nhập mặn đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt sản xuất của bà con ở nhiều tỉnh miền Tây bị đảo lộn vì thiếu nước ngọt. Và trong tình hình thực hiện chỉ thị của chính phủ không tập trung đông người, hạn chế lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, công tác đảm bảo nước ngọt cho bà con lại càng được chú trọng nhiều hơn. Và làm thế nào để phân bổ nước đến với bà con nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình phòng chống dịch của chính phủ? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận nóng ngay sau đây. Những ngày vừa qua, tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến gần 10.000 hecta vườn trồng sầu riêng chuyên canh trên địa bàn của huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Nông dân lâm vào tình cảnh khó khăn, thiếu nước ngọt trầm trọng. Chủ động ứng phó với tình hình này, một trong những phương án hàng đầu là hỗ trợ nước ngọt cho nông dân trồng sầu riêng, phục vụ cho việc tưới tiêu. Theo đó, mỗi xã được cấp từ 10.000 mét khối đến 30.000 mét khối. Quá trình cung cấp nước ngọt cho nông dân vẫn diễn ra thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã chủ động bố trí thời gian, luân phiên cho người dân đến vận chuyển nước ngọt, tránh tập trung đông người cùng một lúc và giữ khoảng cách theo quy định là 2 mét. Tại các điểm cấp nước, cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp nước và người dân khi đến tiếp nhận cũng phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng mà từ khi có cái chỉ đạo của cấp trên đó, về cái phòng chống bệnh Covid-19 đó, thì hiện nay xã thực hiện chủ trương đó là xã rãn ra một ngày là chỉ cấp có là hơn phân nửa ấp thôi,
và đồng thời cái lực lượng này cũng giảm đi, hay là đóng lại là đánh cái tập trung của đông người. Và bên cạnh đó thì cũng vận động người dân tốt nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid, và xã cũng đã có chuẩn bị sẵn một số khẩu trang, và nếu người dân đến mà không có mang khẩu trang thì xã cũng sẽ cấp phát và vận động lần sau đến là tự mang khẩu trang. Trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục cấp nước ngọt lần 2 cho nông dân trồng sầu riêng, đồng thời chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình cấp, nhận nước ngọt cho người dân. Mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một đoạn clip ghi lại pha đánh lái thoát tim khiến cho một chiếc xe tải mắc kẹt vào cống thoát nước. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do di chuyển nhanh cộng với việc thiếu quan sát. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe ba gác này rẽ phải để tránh chiếc xe tải quay đầu ở phía trước. Vừa lúc này xe ben ở phía sau di chuyển tới không làm chủ được tốc độ, và để tránh xe ba gác, xe ben đã phải đánh lái vào trong rồi lao lên vỉa hè ngay cống thoát nước, suýt nữa lật nghiêng. May mắn trong tình huống này không ai gặp nguy hiểm. Nhiều lao động đã phải trở về quê lánh dịch vì nhiều ngành nghề bị tác động buộc phải tạm nghỉ đóng cửa. Và rồi lợi dụng tình hình này, các tay đạo chích đã giở chiêu trò đột nhập vào các khu trọ trộm cắp tài sản. Điển hình là một vụ việc xảy ra ở dãy phòng trọ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu trọ khá vắng vẻ, thế nên việc xuất hiện hai thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy chạy thẳng vào bên trong như thế này cũng không bị ai phát hiện. Sau đó bọn chúng nhắm đến một căn phòng trọ và ngang nhiên thực hiện hành vi bẻ khóa giữa ban ngày như thế này. Đến khi thấy có người đi ngang qua thì bọn chúng lại giả vờ đứng trước cửa phòng, có vẻ như đợi chờ bạn, sau đó tiếp tục bẻ khóa thành công và đột nhập vào trong trộm tài sản rồi tẩu thoát. Lúc này có một bé gái nghi ngờ đứng gần quan sát, nhưng những tên đạo chích vẫn ngang nhiên hành động. Chuyên mục Camera Nóng đã liên tục đưa tin cảnh báo đến người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ thường có thói quen đeo trang sức trên người khi đi ra đường, cần phải hết sức cẩn trọng vì rất dễ lọt vào tầm ngắm của đối tượng xấu. Tuy nhiên, vì chủ quan nên nhiều người vẫn tự biến mình thành nạn nhân. Và tình huống sau đây là một minh chứng. Người phụ nữ trong lúc quay đầu xe ở hẻm vắng đã bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật đi sợi dây chuyền trên cổ chỉ trong tích tắc. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một người phụ nữ đang quay đầu xe thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát. Ngay sau đó, hắn đưa tay giật mạnh đi sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Bị cướp quá bất ngờ, người phụ nữ thậm chí còn không kịp phản ứng. Được biết sự việc xảy ra trên đường Lê Lợi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện một chiếc xe máy đậu trước cửa hàng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, không người trông coi, nghĩ gặp được miếng mồi ngon trước mắt, thế nên tên trộm đã ra tay. Tuy nhiên, tình huống không thể ngờ cũng đã diễn ra. Vụ việc ghi nhận tại trước một cửa hàng nằm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm tối ngày 28 tháng 3 vừa qua. Chiếc xe máy không người trông coi, xung quanh vắng vẻ, nhìn sơ qua thì cũng không thấy khóa cổ hay có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào trên xe. Chính điều này đã khiến cho kẻ trộm nảy sinh lòng tham, tiếp cận với ý định bẻ khóa trộm cắp xe máy. Nhưng nào ngờ xe chẳng những không nổ máy mà lại còn phát ra âm thanh báo động hú vang, tên trộm nhanh chóng tẩu thoát, phi vụ thất bại. Đây là một cách chống trộm được đánh giá là khá hiệu quả hiện nay. Mới đây, Trấn Thành đã đăng lên trang YouTube một video khiến cho rất nhiều khán giả phải rưng rưng nước mắt, chia sẻ bằng âm nhạc về một người phụ nữ. Họ có tất cả mọi thứ, nhưng liệu rằng họ có hạnh phúc hay không? Được biết, từng lời hát Trấn Thành thể hiện bày tỏ lòng thương tiếc từ khi nghe tin người bạn quá cố Mai Phương qua đời. Liệu cô ấy sẽ có hạnh phúc hay không? Nàng như một đoá. Video sử dụng hình ảnh Mai Phương trong các MV và chương trình truyền hình trước đây để tưởng nhớ cô. Giọng hát ngọt ngào của Trấn Thành và những hình ảnh cũ của Mai Phương khiến người xem xúc động. Bài hát Cánh Hồng Phai nói về cô gái xinh đẹp nhưng có số phận bất hạnh, cũng vận vào cuộc đời của Mai Phương khiến khán giả không khỏi xót xa. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, dưới chân nàng là cả tuổi xuân dây theo môi tình, nàng khóc cho mình. Em vẫn đang chiến đấu và sẽ cố gắng hết mình. Dạ. Vâng.
Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin các công ty xổ số dừng phát hành kể từ ngày 1 tháng 4, nhận định là sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của những người bán vé số, nhiều cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh đã có cách hỗ trợ riêng làm ấm lòng người dân nghèo khó. Vâng thưa quý vị, mấy ngày nay có rất nhiều nơi, nhiều người đứng ra vận động để tặng các nhu yếu phẩm và các suất ăn cho những người bán vé số. Kể cả chủ doanh nghiệp bán vé số cũng đồng hành cùng với họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và chưa bao giờ thì Mai Anh thấy được một bức tranh Việt Nam rực rỡ sắc màu của yêu thương, của tình người như thế này. Và sau đây là những gì mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được. Nghe nói gần với số hoạt động trời mấy tay em nó đó luôn bóng sống ngày nào gào ngày đó tiền góp tiền sắt tiền đủ thứ tiền hết thì ở đây mà mọi người bán vé số đều hoang mang thôi, nghĩ như là cuộc sống hàng ngày á, người ta mặn cái người á, người ta không ăn, người ta mặn ngày nào người ta ăn hết ngày đó, còn nếu mà không phát hành được ngưng 14 ngày á, người ta không có đồng tiền ra vô, bởi vậy người nhiều cái người già lớn tuổi đâu, cái người tàn tật á, người ta không có, người ta ăn đồ nghiệp người ta. Giữa cái nắng oi bức của những ngày đầu tháng 4, anh Ngôn Đức Thắng chạy xe rong ruổi khắp các chợ ở các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, thành phố Cần Thơ và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để kiếm những người già, người khuyết tật bán vé số. Mỗi người được anh Thắng gửi 200.000 đồng. Chào, có dạ, mỗi con gửi cho mỗi người 200.000 để mà mua gạo lúc này nha. Dạ. Ai nhận rồi thì thôi. Chỉ hỗ trợ bán vé số thôi. Tôi có chưa? Theo anh Thắng chia sẻ, đa số những người bán vé số đều là lớn tuổi, không còn cháu, thường có bệnh trong người. Họ không thể làm việc nặng nên mới lang thang trên đường bán vé số. Nếu như không còn bán vé số nữa, cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn. Với tấm lòng thiện nguyện, anh đã kêu gọi được khoảng 15 triệu tranh thủ trong ngày đi trao hết cho bà con. Cùng tâm trạng lo lắng cho cái ăn tạm thời của những người nghèo khó, anh Nguyễn Thanh Tâm, chủ đại lý vé số Thiện, ngụ tại phường 5 thành phố Vĩnh Long, đã phát tâm hỗ trợ người bán vé số dạo cũng là khách hàng của đại lý, mỗi người là 50.000 đồng một ngày cho đến khi việc bán vé số được hoạt động trở lại. Ngoài việc tuân thủ theo quy định của chính phủ, việc làm này cũng một phần tuyên truyền cho người bán vé số dạo cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19. Người bán vé số dạo người ta đâu có con đường lựa chọn đâu. Họ chỉ là vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, họ phải đối mặt với cái nguy cơ mắc bệnh rất là cao. Đó. Nhiều khi đi mà người ta mua mà ta còn sợ lây bệnh, người ta còn nạt nộ, nó thấy cũng tội. Nhưng mà có cái lệnh của chính phủ, có lệnh của bên thủ tướng chính phủ đưa ra là có công văn vậy đó. Nghĩ trong vòng 15 ngày thì anh thấy cái cuộc sống của bạn hàng sẽ khó khăn hơn nữa. Hầu hết những người bán vé số đều có hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu, không vốn làm ăn, không đất sản xuất, chỉ dựa vào tiền lời bán vé số trang trải cuộc sống. 50.000 đồng mỗi ngày, dù không nhiều, nhưng đó cũng là cách làm thiết thực nhất mà anh Tâm có thể san sẻ gánh nặng cùng bà con. Mình cho họ có 50.000 thôi, đối với mình thì cũng là một cái buổi ăn sáng hay uống ly cà phê thôi, nhưng mà đó họ là cả tất cả. Thì họ phải cài nguyên một ngày họ mới có được vài chục ngàn đến trăm ngàn, mà mình hỗ trợ xuyên suốt mười mấy ngày vậy thì họ rất quý mình, họ rất mừng, mà bản thân mình cũng trân trọng cái những gì mình tặng người ta nữa, giống như những người giúp đỡ anh hồi xưa vậy. Dạ. Cảm ơn mấy chú, mấy ngày nghỉ không có tiền nhờ mấy chú giúp đỡ. Chú có tiền chưa? Cho những người nghèo. Nghỉ bán cô ấy cũng nhờ mấy anh ở đây giúp đỡ. Cô cũng thấy mừng, cũng gắng qua mùa dịch này để làm lại. Tình người miền Tây là thế, mỗi người, mỗi cách nghĩ, cách làm khác nhau. Nhưng tự chung là cùng một mục đích, lo cho bà con nghèo, cùng chung tay vượt qua mùa dịch an toàn. Để sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, ngoài tự bảo vệ mình và người thân, chúng ta cần vững tinh thần, không hoang mang lo lắng, vững tin chống dịch và thắng dịch quý vị nhé. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.